Hello, xin chào các tình yêu, xin chào tất cả những cô chú đam mê bất động sản nha. Xin chào các anh chị em trên toàn miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay kênh Nhà Đất Hồng Ngự lại giới thiệu cho quý anh chị một cái lô đất, đất vườn của quý anh chị, đất vườn. Thì lô đất này có địa chỉ xã Lý Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Cái đây đường cổ số 9 nha quý anh chị, đường cổ số 9 đó. Lô đất đang cần bán là chỉ có 4,5 triệu thôi, tức là 4.500 mét vuông đất. Đất này được đặc biệt là được chuyển thổ nha quý anh chị, được chuyển thổ, được cho phép lên thổ nha. Đấy. Thì để em quay tổng thể nha, quay tổng thể cái phong cảnh xung quanh. Đây, đó, cái đó là cái núi Sam, chùa Bà Châu Đốc, An Giang nha, Châu Đốc nha. Ai mua được lô đất này sẽ cho được tấm vé số. Thiệt ngại quá. Ông đang cho tấm vé số đúng không chị? Đấy, cầu mong tấm số vô đặc biệt nha. Rồi. Thì đây cách cái đường quốc lộ N1 là khoảng 500 m quý anh chị. Đường quốc lộ N1 đây làm từ Tân Châu đi qua Châu Đốc nè quý anh chị. Đó. Bây giờ đang thi công làm đấy ha. Thì cách cái đường tỉnh lộ 953 giữa thị xã Tân Châu với Châu Phong, Châu Đốc rồi kia đó. Đó. Thì cách lô đất này cách đó là tầm khoảng 1.700 m cho quý anh chị. Đo trên áp nha. Đó. Đang cần bán. Thì hiện tại ở đây là khoảng 10 công ngoài quý anh chị. Đó. Đây nè, từ phía bên này nè. Thấy chưa? Từ cái dàn mớp này nè, đổ dài ra phía sau đó. Thì cái mặt tiền nếu mà giáp 10 công này là phải 68 m nha quý anh chị. Đó, nhưng mà hiện giờ thì em nói 4,5 triệu thôi. Ha, 4,5 triệu thôi nha. 4,5 triệu thì mặt tiền là 44 m. Nếu cộng hết 10 công thì nó khoảng 68 m, còn nếu 4,5 triệu này thì nó là 44 m. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào lô đất nha. Đây lô đất. Cái giá của 4,5 triệu này là 500 triệu nha quý anh chị. Hiện tại đang trồng mít Indo nha. Đây nè quý anh chị. Đó. Đang trồng mít Indo là 400 gốc mít đã có sẵn trên đất. À, múc clip đã cao ha. Nè, mít Indo nè. Đã, mít được trồng được 9 tháng đó quý anh chị. 9 tháng nha. 9 tháng. Nè, đang múc clip luôn nè ha. Dừa thì khoảng đâu đó khoảng 13 gốc dừa quý anh chị đang cho trái. Đang cho trái quý anh chị. Thì cái giá bán 500 triệu rất là rẻ quý anh chị, 1.000 mét vuông nha. Khi đất đã lên vườn sẵn gì nè. Đó. 500 triệu 1.000 mét vuông. Chủ người ta có nhu cầu bán cho nên người ta bán, tôi đưa ra cái giá là cho mình dễ mua quý anh chị. Không có nói thách nha, giá này là giá chốt nha. Còn vấn đề pháp lý thì ok 100%. Với lại khi anh chị giao dịch miếng đất này thì bên chủ bán á, người ta sẽ vấn đề thế chuyển nhượng á, thì bên người mua sẽ chịu quý anh chị. Thế chuyển nhượng thì cũng không có bao nhiêu tiền đâu ha. Ở đây là 4,5 triệu quý anh chị. 4,5 triệu. Đó, phía này người ta phía bên kia người ta cũng đã lên vườn. Đó, cho nên danh dấp đâu đó rõ ràng nha. 4,5 triệu này thì là mặt tiền là 44 m nha. Cái hậu phía sau có thể là nở hậu nha quý anh chị. Hả? Hậu nở hậu nha. Còn nếu quý anh chị mua hết luôn 10 công của người ta thì người ta sẽ bán là cái giá khác với quý anh chị. Đó, nếu mua hết 10 công. Đó, nếu mua hết 10 công là mặt tiền 68 m nha quý anh chị. Đó, với trồng sen canh mấy trái đu đủ nè ha. Đó, cũng đang cho trái. Đây nè. Đang cho trái hoàng cậy luôn. Đó, mình vô, mình sẽ mình tham quan nha. Đây, đu đủ đang cho trái hoàng xay nè ha quý anh chị. Đó.
Rồi em sẽ đi ra ngoài đường nha. Thì để em sẽ nhắc lại địa chỉ nha. Địa chỉ là xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, ở đường cổ số 9. Lô đất này đặc biệt được linh thổ của anh chị là 4.500 m² đất, được trồng mít nha, là một công là 500 triệu. Đó, giá này là giá chốt nha quý anh chị, không có thương lượng nha. Đó, quý anh chị xem được video thì quý anh chị nhanh tay để gọi được để mua lô đất này nha. Lô đất này hiện tại đang bán rẻ thị trường quý anh chị. Ở thị trường đây hiện tại là một công là 600 triệu đó quý anh chị. Đó, nhưng mà chủ ta đang cần bán cho nên ta bán chỉ có cái giá là 500 triệu thôi. Đó. Đó, cho nên ta không nói thách tới quý anh chị. Có những cây sầu đầu nữa nè. Đó. Thì lô đất này cách cái kinh 26 tháng 3 là nó khoảng 450 m quý anh chị. Đây nè, kinh 26 tháng 3 nè. Kinh này ở bên phía đó cũng đường nhựa luôn quý anh chị, để đi về Châu Đốc á. Nó về Châu Đốc cho Châu Giang rồi đó. Em cũng chưa đi đường đó lần nào, em cũng không nhớ là nó chỗ ra chỗ đó chỗ nào. Đó. Nhưng mà ở đây mình có thể nhìn thấy cái hướng nè ha. Hướng này về tỉnh lộ 953 nè. Đó. Đó, nhìn thấy cái mấy cái chợ nhà đó, tỉnh lộ 953 đó quý anh chị. Đường quốc lộ đang làm nè ha. Còn cái khu vực đó là núi Sam. Đó, nếu quý vị muốn mua hết 10 công này thì là mặt tiền 68 m. Còn nếu mà quý anh chị muốn mua chỉ có là 4 công rưỡi đất đang trồng mít này nè. Đó, thì mặt tiền là 44 m, mà 4 công rưỡi này thì một công là 500 triệu nha quý anh chị. Một công là 500 triệu nha. Đó. Còn nếu mà mua hết trơn 10 công của người ta luôn thì người ta sẽ bán là 400 triệu một công. Là cái giá không thay đổi và không bớt nha quý anh chị. Đó, nếu quý anh chị yêu thích thì hãy gọi cho em để mình đi xem đất nha. Đó, mình đi xem đất là mình chốt á chứ không có thương lượng nữa đâu nha quý anh chị. Đó. Thì video đến đây thì em cũng xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Và các tình yêu hãy nhớ đăng ký kênh nha các tình yêu. Đăng ký kênh và xem kênh thì hãy cho em một like nha. Để cho em có động lực để quay tiếp những video tiếp theo để cho quý anh chị được xem nha. Thì các tình yêu hãy nhanh tay lên nghe các tình yêu ơi. Hãy nhớ ủng hộ bên em nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn những quý anh chị đã trong thời gian qua đã ủng hộ đất cũng như đất nền bên em, hay là đất ruộng, đất lúa của quý anh chị. Rồi, video đến đây em xin kết thúc. Hẹn quý anh chị lại video lần sau nha. Chào tạm biệt quý anh chị, chào tạm biệt các tình yêu.